Xin chào anh em và bà con. Chào mừng anh em và bà con trở lại xem video trên kênh Tuấn Ký Sự Nhà Nông 2. Chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả. Anh em và bà con hãy để lại bình luận để cùng trao đổi về kỹ thuật nuôi dê. Mời anh em và bà con theo dõi video. Thì hôm rồi cũng có một bạn là muốn xem cái con dê đực nhà mình. Bạn ý bình luận là quay cận cảnh cái con dê đực để bạn nhìn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ hình ảnh cận cảnh con dê đực nhà mình này. Đây, đây là một con nó thuộc dạng lai anh em ạ. Nó lai thôi. Ta hay gọi là bo đỏ nhưng thực ra nó là cái giống Kalahari Red ấy. Mà nó lai qua nhiều đời rồi chứ nó cũng chả phải là cái con dê còn đang chuẩn nữa đâu. Không phải là cái loại ta nói F1, F2 gì đâu, chẳng biết đến F bao nhiêu rồi. Nhưng mà cái là mình thấy nó cũng tạm tạm rồi, mình bắt về mình nuôi. Thì cái con này là mình bắt về nhà mình cũng phải khoảng 2 năm rồi. Cái ngày mà đầu tiên Covid-19 ấy, là mình mua về con này. Và ngày đấy là mình cũng bắt đầu làm kênh. Thì lúc đấy là con dê này nó không phải là con dê giống đâu. Mình không chọn ở trại đâu. Mình mua của một người họ bắt về nuôi bộ béo thôi. Thực ra là một ông lái. Ông bắt về nuôi bộ béo. Và mình muốn một con để kế đàn, kế giống. Tức là mình sang mình chọn. Mình thấy con này ưng ưng mắt, tức là bắt thôi. Bắt về thì cũng chia sẻ thật với anh em là cái kinh nghiệm nuôi bộ béo mình không có. Nuôi 2 tháng nó không lên cân nào. Chứ nếu mà ăn uống chuẩn thì con này nó còn lớn nữa. Đấy, bây giờ thì nó khoảng vào khoảng 7-80 cân thôi. Nhưng mà nếu mà con này mà cứ nuôi theo đà bộ béo mà đầy đủ dinh dưỡng như họ, thì cái lúc đầu nó không bị chùn mất 2 tháng ấy, thì có thể bây giờ nó lên cả tạ đấy nha mọi. Không phải nhỏ đâu. Nhưng mà được cái là nuôi thấy nó cũng ổn ổn. Nó cho ra con thì cũng tương đối đẹp. Anh em nhìn thấy những con dê con ở trong video chính là con của nó. Thông thường thì ta nuôi dê là ta sẽ phải thay được giống hàng năm. Nếu như ta phát triển đàn thì khi mà con nó động dục ấy, ta sẽ phải thay con bố. Hoặc là trường hợp trại lớn thì họ có nhiều con đực họ thay thế cho nhau. Nhưng mà như mình thì từ khi mà cái con đực này nó sinh con này là bà con cứ đặt nhận hết con cái. Cho nên là cũng chưa để được một con cái nào cả. Nên mình vẫn đang giữ nó đã 2 năm rồi. Và chính thức là từ khi nó phối thì đã sang lứa thứ 3 rồi. Nhưng mà thấy con nó vẫn đang ra đẹp. Cho nên mình vẫn còn đang để, vẫn đang sử dụng. Còn nói về cái nhân đây, mình nói luôn về cái chọn giống dê này. Chọn giống của một con dê đực ấy, là nếu theo kỹ thuật, theo cái gia phả, thì mình phải chọn có nguồn gốc. Chọn ở các trại. Cái đấy chỉ có trại mới làm được thôi. Họ ghi chép đâu là bố của nó, đâu là mẹ của nó. Rồi họ ghi theo dõi quá trình tiêm vaccine, quá trình phòng bệnh, quá trình bị bệnh vân vân. Ta gọi là nó có sổ lý lịch. Nhưng mà như anh em mình thì nuôi nhỏ lẻ để mà đầu tư được một con dê như vậy, nó cũng là cả một vấn đề. Và đầu tư mua một con dê ví dụ 20 triệu chẳng hạn thì cũng chưa chắc đã đáp ứng đủ với cái đàn nhà mình. Ở đây mình nói đáp ứng đủ là nó ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là đủ về vốn đầu tư. Ví dụ như anh em chỉ có dăm con mẹ thôi mà anh em bỏ ra đầu tư một con dê gọi là dê VIP tầm 20 triệu để làm giống thì mình thấy nó cũng hơi quá. Đủ cái thứ hai nữa là gì? Là đủ về cái ý tưởng phát triển chăn nuôi của chúng ta. Ví dụ anh em chăn nuôi theo hướng giống để bán giống thì ngoài cái việc có một con dê được đẹp ra thì anh em lại còn phải có một dàn nái đẹp. Phải bố đẹp, mẹ đẹp thì ra con mới đẹp được. Còn bố đẹp mà mẹ bình thường thì nó chỉ cải tạo được phần nào thôi. Cho nên là tùy vào cái mô hình để anh em quyết định đầu tư một con dê giống. Và cái hiệu quả để đánh giá một con dê được giống là tốt hay là xấu, nó không phải 100% ở cái ngoại hình bên ngoài. Nó không phải cứ lùn, cứ mập, cứ VIP là con dê giống đẹp. Mà phải ở đời con của nó. Bởi vì mình nuôi mình để lấy con nó, chứ không phải là mình nuôi nó để lấy thịt. Cho nên là phải xem đời con của nó.
nó mà ra con hiệu quả, kể cả cái con đực đấy nó không được vip lắm nhưng mà con của nó vip thì cũng rất là tốt. Cho nên là anh em không cần phụ thuộc vào cái nguồn là vip hay không vip, mình cứ thấy con nào nó đảm bảo ưng mắt và mình thấy có khả năng nó sẽ cho lợi nhuận là mình sẽ nuôi. Bây giờ mình sẽ nói nhanh về cái tiêu chí mà mình thường hay làm để chọn một con dê đực thì anh em tham khảo. Còn những bác nào mà có nhiều kinh nghiệm hơn, đã được sở hữu nhiều con dê vip rồi, cho hiệu quả kinh tế cao rồi thì cũng mong bình luận để chia sẻ lại cho những anh em khác cùng tham khảo. Một con dê đực giống mà theo mình là đẹp ấy, thứ nhất là nó phải dài đòn. Tùy vào giống dê, nhưng giống dê nào thì giống con đực là phải dài đòn. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nó phải khỏe mạnh, chắc chắn. Chọn được cái con mà lông nó càng sát, tức là lông ngắn ấy, thì là càng tốt. Bởi vì khi mà cái con bố lông ngắn nó đẻ ra những con thì cái lông nó rất là mượt, nó phát triển tương đối nhanh, lượng thịt nhiều và nó nhìn đẹp con dê lắm, con dê con của nó đẹp lắm và nặng cân. Đấy, thì đấy là cái yếu tố bên ngoài. Còn cái yếu tố dài ấy, nhiều anh em cứ bảo là pin lùn nhưng mà nó ngắn con khúc. Nhiều con mình thấy anh em bảo đảm bảo pin lùn mà một con dê đực thấy to tầm 50 cân, 70 cân mà ngắn con khúc thôi, con đấy sẽ không hiệu quả. Mập nhưng phải dài đòn. Đấy, các cụ ta hay nói là gì? Đực dài nái vuông. Đấy là kinh nghiệm của các cụ ngày xưa. Tất nhiên bây giờ thì tùy vào giống để ta chọn, nhưng mà câu đấy nó vẫn có khía cạnh đúng. Con đực phải dài, chân phải to, đi lại chắc chắn, nhanh nhẹn. Còn cái tai to hay tai nhỏ thì nó là tùy giống gì. Đấy. Bởi vì nó lai qua nhiều đời rồi thì có khi cái con có màu lông đỏ hay là màu đầu xô nhưng mà cái tai nó vẫn nhỏ. Thì nó lai qua các đời khác nhau thì nó biểu hiện các tính trạng khác nhau. Thì ta cũng tùy anh em, thích tai to chọn tai to, thích tai nhỏ chọn tai nhỏ. Rồi cái sừng cũng thế, sừng vượt về sau hay sừng cong về trước, tùy anh em thích là chọn. Tuy nhiên là những cái con mà nó có cái sừng vượt về sau ấy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó thuận mắt hơn. Và chẳng may nó có hút con khác ấy thì nó cũng đỡ gây sát thương hơn. Cho nên chúng ta nên chọn những con đực mà sừng nó vượt về sau để ta làm được giống, là thứ nhất. Thứ hai nữa là ngực nó phải nở, ngực càng nở càng tốt. Còn chân thì phải to mập và chân trước có xu hướng ngắn một chút, tức là ta cảm giác như cái con dê nó hơi hơi cao phía sau hơn trước một chút thì là con đấy sẽ khỏe và đẹp, và nó phải có tính hăng, nó nhanh nhẹn hăng hái. Còn khi mà anh em chọn, anh em muốn biết nó đã phối giống hay chưa, đã đến tuổi hay chưa, thì anh em phải xem nó đã cái chân trước của nó có bị ướt hay không, nó có bị dính hay không. Nếu như cái chân trước mà nó có cái chất ướt ướt gì dính là nó có thể đã đến tuổi động dục rồi. Và lưu ý một cái nữa, đấy là cái bộ phận sinh dục của nó, hai cả nó phải đều và phải săn, tức là nó phải co lên ấy. Còn con mà lủng la lủng lẳng là rất là yếu, anh em không nên chọn. Nói lan man mãi rồi cũng dài cả cái video rồi. Thế thì mình tóm lại này này, anh em chọn được có nguồn gốc là tốt, nếu không có anh em cứ lựa lựa bất kể ở một đàn nào, một khu vực nào có được đẹp, tức là gì, dài đòn này, chắc con này, lông mượt này, tai to nhỏ tùy mình, sừng thì nên chọn con vượt về phía sau, ngực nở, bốn chân nhanh khỏe, chân to mập và cà đều săn, tức là nó co lên sát bụng của nó ấy, và phải đều hai cà có cả chứ đừng có chơi lệch là hỏng đấy. Và nên hạn chế chọn những con mà nó lủng lẳng, tức là cái cà nó xà xuống dài ấy, đi vắt va vắt vẻo ấy là không được. Thì tùy từng giống anh em có thể chọn. Còn về màu lông thì anh em có thể chọn là đầu xô hoặc là cái màu đỏ như này là nó con lai của Kalahari Red. Con đỏ này thì nó sẽ nặng cân hơn là con đầu xô. Nếu như cùng kích thước thì con đỏ bao giờ cũng nặng cân hơn con đầu xô. Còn một điều mình cũng muốn nói luôn với anh em nhé. Anh em có thể chọn dê vỗ béo về để làm dê giống. Trong cái người chỗ người ta vỗ béo, con nào đẹp mình có thể chọn, vẫn cứ làm giống bình thường. Nhưng có một điều phải hỏi người ta chắc chắn rằng
dê này không tiêm hãm sung. Bởi vì nếu mà con dê tiêm hãm sung, kể cả khi đấy nó hết rồi nó vẫn sung trở lại rồi, nhưng mà hiệu quả phối giống của nó sẽ rất kém so với con dê khác, nó không thể bình thường được. Như trong cái video mình đã nói hôm trước, tức là sau 9 tháng thì cái thuốc hãm sung đấy nó mới hết hiệu lực hoàn toàn. Cho nên là anh em nên cân nhắc khi mà mua để tránh mua phải dê hãm sung. Thì mình chia sẻ với anh em như vậy. Chúc anh em chăn nuôi hiệu quả.